thực hiện quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân quản lý khai thác đập hồ chứa nước khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập. Các địa phương cũng lập phê duyệt và thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi, kiểm định an toàn đập hồ chứa nước, xây dựng quy trình bảo trì công trình, thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập hồ chứa nước, xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho đập hồ chứa nước theo quy định.